Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình Ngon và Lành của kênh VTC14. Thưa quý khán giả, trong những dịp cuối năm và đặc biệt là trong những cái đợt dịch bệnh như thế này thì khó lòng chúng ta có thể tổ chức những bữa tiệc ở nhà hàng, và có nghĩa rằng chúng ta có thể tổ chức những bữa tiệc với quy mô nhỏ ở tại gia đình. Vậy các bạn nội trợ sẽ phải làm như thế nào để những cái mâm cơm bữa tiệc cuối năm của mình trở nên phong phú hơn? Sau đây thì mời quý khán giả cùng gặp gỡ với đầu bếp Lê Thanh Tuấn của Hà Dương Plate, để anh Tuấn có thể tư vấn chúng ta xem là làm thế nào để có những cái món ăn mà nó phong phú và nó thay đổi khẩu vị trong những dịp cuối năm này nhé. Chào anh Tuấn ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, thưa anh Tuấn ạ, hôm nay thì anh có thể giúp các bà nội trợ của chúng tôi làm một cái món ăn, ví dụ một cái món ăn nhẹ ăn kèm trong những cái bữa cơm cuối năm được hay không ạ? Vâng, xin chào chị, được ạ. Xin giới thiệu với quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái món ăn rất là đơn giản cho các quý vị và các khán giả sẽ được thấy một món ăn rất là đơn giản thôi. Trong những cái ngày giá lạnh rét như thế này, ta hoàn toàn dễ làm và dễ cảm nhận được điều đó. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý khán giả một món ăn tai lợn xay tiêu của trung tâm Ballet Hà Dương. Thưa anh Tuấn, là để mà có thể làm ra cái món ăn như thế này thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái nguyên vật liệu như thế nào ạ? Vâng, thưa chị và khán giả, chúng ta chuẩn bị thì cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là chúng ta gồm sẽ có tai lợn này và lưỡi lợn này. Muốn có được cái nguyên liệu ngon thì trước tiên chúng ta phải chọn những cái nguyên liệu là tươi, ngon và nó trắng. Đối với tai lợn mà chúng ta sẽ làm vệ sinh sạch sẽ thì tai lợn sẽ không bị hôi. Sau đó thì chúng ta sẽ sơ chế và bắt đầu chuyển sang là chế biến. Anh ơi, ngoài cái món tai và lưỡi lợn thì những cái gia vị đi kèm nó bao gồm những cái như thế nào? Cái gia vị của nó đi kèm thì nó cũng rất là đơn giản và thông dụng mà gia đình ta hay dùng. Ví dụ như là tiêu, muối, nước mắm, mì chính, hành, tỏi và ớt thì nó rất là dễ. Đấy. Và đặc trưng của nó nữa thì khi mà chúng ta đưa vào chế biến để tạo màu, nó có được cái màu vàng này nữa thì chúng ta sẽ có thêm một chút hoa hồi, thảo quả và quế để tạo cho được cái hương vị mùi thơm. Và chúng ta sẽ đưa vào chế biến, luộc hoặc là hấp khoảng tầm 50 phút gì đó là chúng ta sẽ có được món ăn đó. Được. Thưa anh, như vậy thì anh có thể bắt đầu là sơ chế cái món ăn này để khán giả có thể mường tượng ra là cái cách làm như thế nào ạ? Vâng, đây sau đây sẽ xin mời quý khán giả. Thứ nhất là ta sẽ có tai lợn. Đấy, tai lợn chúng ta đã được sơ chế và các bạn sẽ nhìn thấy những cái tai rất là trắng ngon. Sau đó đến là cái lưỡi cũng vậy. Đấy, nguyên liệu chúng ta đã được sơ chế sạch rồi và chúng ta sẽ chuyển vào công thức là chế biến để tạo ra món ăn. Thưa anh Tuấn, với cái nguyên liệu là tai lợn và lưỡi lợn thì chúng ta sẽ tiến hành tẩm ướp nó như thế nào? Đây các bạn sẽ xem đây nhá. Chúng ta sẽ tẩm ướp, thứ nhất là mì chính, chúng ta sẽ cho một muỗng nhỏ này. Hai là chúng ta sẽ cho một muỗng nước mắm. Thứ ba là các bạn sẽ cho một ít tiêu xay, tiêu sọ xay. Thứ tư nữa là chúng ta sẽ cho một ít gia vị hạt lêm. Tiếp theo các bạn sẽ cho một muỗng xì dầu. Và chúng ta sẽ cho một ít đường. Sau khi chúng ta sẽ cho hết đầy đủ các gia vị thì chúng ta sẽ bóp lên để cho nó thẩm thấu. Chờ thời gian nó ngấm được khoảng 2-3 phút thì chúng ta sẽ chuyển ra bắt đầu quấn, xếp vào được quấn. Để chúng ta tạo thành một cái khuôn, sau đó chúng ta sẽ gói lại. Lưỡi lợn khi chúng ta làm sạch rồi chúng ta sẽ được bổ đôi.
Anh Tuấn ơi, sau khi chúng ta mà cuốn xong thì chúng ta sẽ làm thế nào? Sau khi chúng ta đã thực hiện cuốn xong rồi, nó đã định hình thành khuôn, thì chúng ta sẽ cho vào một cái xoong vào bếp để chúng ta hấp chín lên. Thời gian khoảng 50 phút là chúng ta sẽ vớt ra. Sau khi chúng ta đã định hình được tai và lưỡi lợn thì chúng ta sẽ tiếp tục làm đến cái khâu gì ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái bước tiếp theo, các bạn sẽ lưu ý tôi làm. Thứ nhất là khi nước đã có đây rồi thì chúng ta sẽ chờ nước sôi và chúng ta sẽ nêm nếm gia vị. Thì chúng ta sẽ có khoảng 2 lít nước tương ứng với lại cái chân giò, tay lợn chúng ta đã luộc. Đấy, thì các bạn để ý nhá. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ cho vào tương ứng 100g mì chính. Và các bạn cũng sẽ cho một muỗng nước mắm và một chút tiêu, muỗng tiêu. Đấy, sau khi chúng ta cho hết rồi thì chúng ta sẽ cho quế, hồi, thảo quả, tất cả bao gồm ở trong đó, chúng ta sẽ thả vào đây để tạo nên một cái hương vị. Thì xong thì chúng ta sẽ cho tiếp tục cho xì dầu. Xì dầu nó sẽ tạo cho một cái mùi vị nó được tăng lên thơm. Thì các bạn thấy đấy, một cái dung tích của cái chai xì dầu này chúng ta sẽ cho tương đương với một cái chai xì dầu. Tức là để mà chúng ta luộc cái một cái tai lợn và lưỡi lợn như thế này thì phải cho bao nhiêu xì dầu anh? Một cái tai thì các bạn đã làm sẵn như thế này thì các bạn sẽ cho tương đương gần 500ml đấy là của gia vị xì dầu và tương đương với 2 lít nước. Thời gian thì các bạn đun, khi nó sôi to rồi các bạn sẽ om nhỏ lửa, mất khoảng 50 phút là các bạn sẽ chín và chúng ta sẽ vớt ra để nguội. Đấy, các bạn đầy vung vào cho nó sôi to trở lại, xong các bạn sẽ giảm đi để om, thời gian mất khoảng 50 phút. Các bạn đun ở các bếp ga hoặc là các bếp khác nữa thì các bạn cũng sẽ giảm đi, làm sao ở cái mức độ nước nó sôi chỉ liu riu đấy, không sôi to quá mà không nhỏ quá. Anh, tại sao mà chúng ta lại chỉ đun ở cái nhiệt độ vừa phải ạ? Thứ nhất là ở cái nhiệt độ vừa phải thì nó sẽ làm cho cái miếng thịt ta đun ở trong này nó không bị nát bên ngoài mà nó sẽ thẩm thấu, tự nó chín đều hơn đấy, miếng thịt nó sẽ săn chắc đều như nhau. Chúng ta mà đun to quá thì bên ngoài nó lát, bên trong nó vẫn còn rắn đấy. Rồi, sau khi đã chín nhá thì các bạn sẽ vớt ra để nguội. Sau khi đã chín thì các bạn sẽ vớt ra và để nguội. Thứ nhất là cái này mà càng nguội thì chúng ta ăn càng ngon hơn. Thứ nhất là nóng thì mình thái nó khó thái và nó không được đẹp miếng, mà chúng ta cứ để nó nguội, xe lạnh đi, hoặc là nhất là các bạn có tủ lạnh thì các bạn cứ để vào ngăn mát. Đấy, các bạn sẽ bỏ ra, các bạn sẽ thái và ăn thì nó rất là ngon hơn. Thưa anh Tuấn, nếu như tôi muốn làm cái món này thì tôi có thể là ví dụ như luộc thịt từ hôm trước và tôi cho vào tủ lạnh và ngày hôm sau tôi thái ra có được hay không? Không, vẫn được, hoàn toàn vẫn được. Vì cái này nó là món ăn nguội mà ăn lạnh. Đấy, thì các chị cứ cho vào trong tủ. Đấy, khi nào ăn thì mình sẽ bỏ ra, mình thái, ăn đến đâu mình sẽ thái đến đó, bày đến đĩa. Thế thì cũng khá là linh hoạt đúng không? Vâng. Vâng, tức cái món ăn này tức là hoàn toàn các bạn nội trợ có thể chuẩn bị từ các hôm trước chứ không phải nhất định là phải làm trong ngày hôm nay, thì nó khá là cập dập nếu vâng, vâng. Như mà cái bữa tiệc mà nó nhiều món nó phức tạp quá. À vâng. Thế bây giờ anh có thể là giúp khán giả là có thể tiếp tục những cái công đoạn như thế nào nữa để chúng ta có thể hoàn thành cái món tai lợn phay tiêu ạ? Vâng, thế bây giờ thì chúng ta sẽ thái ra, khi mà nó đã nguội thì chúng ta bắt đầu thái bảy đĩa. Sau khi làm nguội xong rồi thì các bạn sẽ thái ra để chúng ta dùng bữa. Thì các bạn sẽ thái thật mỏng. Đây, phần đầu thì nó sẽ có những cái miếng nó nhỏ, sau tiếp là những cái miếng nó sẽ được định khuôn rồi, nó rất là đẹp. Chúng ta thái thật mỏng nó ra. Đúng là khi mà chúng ta luộc với cả hoa hồi rồi quế và nó tạo cho món ăn này nó có cái mùi vị khá là độc đáo và hấp dẫn đấy ạ. Vâng, đúng đấy, chị đứng bên cạnh người đã thấy thèm rồi chứ chưa nói đến ăn đúng không ạ? Khá là thơm anh ạ.
và bản thân là cái việc có phải là chúng ta cho xì dầu vào là một trong cái việc tạo màu cho cái món ăn này không hả anh? Vâng đúng, vừa tạo màu và tạo thành một cái hương thơm của nó đấy. Chỉ nhìn anh Tuấn Anh Thái như thế này, bao nhiêu những cái dịch vụ của tôi đã tiết hết cả ra rồi. Thứ nhất là nhìn mình rất khá là bắt mắt, thứ hai nữa là mùi vị cực kỳ là hấp dẫn đấy ạ. Vâng đấy, các chị sẽ hình dung ra được cái món ăn rất đơn giản của các quý cô. Đấy, sau khi ta sẽ thái và sẽ bày tùy theo cái lượng của mình ăn nhiều hay ít, hoặc là tiệc khách đông hay là vắng, thì ta cũng làm cho một cái đĩa bình thường đấy. Thì ta sẽ phục vụ quý khách khi mà chúng ta thái đầy đủ ra rồi đấy, thì chúng ta sẽ được bày lên đĩa. Đấy, sau khi ta đã được bày có được một cái món ăn, chúng ta khi trang trí thì cái này chúng ta đều ăn kèm với lại uống nước rượu vang hoặc là rượu mạnh đều được trong một bữa ăn của gia đình. Thưa anh, với cái món ăn này thì chúng ta có thể ăn kèm với những thứ khác đấy không ạ? Bởi vì tôi thấy ở đây là có tai lợn này, lưỡi lợn này, rõ ràng là có một cái hàm lượng đạm cũng, tôi nghĩ là cũng khá nhiều. Vậy thì chúng ta có thể ăn kèm với những cái thức ăn như thế nào để có thể nó dung hòa đi và nó không tạo ra một cái cảm giác là bị ngấy ạ? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái dưa góp và salad, và là có những cái đồ ăn kèm như các dưa chuột muối, bao tử ở đây. Đấy, các bạn thấy được, ăn vào nó đỡ cái ngậy. Thưa anh Tuấn, sau khi mà chúng ta đã hoàn thành món ăn này, thì khi chúng ta ăn thì có thể chấm với cái loại gia vị như thế nào? Vâng, khi chúng ta ăn sẽ chấm với cái loại sốt tương ớt đối với các người Việt của mình. Đấy, còn nếu như người nước ngoài thì họ sẽ chấm với lại cái sốt pha mùi tạt, là sẽ phù hợp với họ và họ hay thưởng thức những cái món đó. Còn đối với Hà Dương thì sẽ có một cái loại sốt đặc biệt, đặc trưng hơn để chấm những cái món của cái tai đó. Một lần nữa thì tôi hy vọng rằng với sự hướng dẫn của anh Tuấn thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được món ăn này tại nhà. Một lần nữa thì xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.